mọi người đã đến với kênh YouTube của anh Bảy Official. Và hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng của mình và 8 thành viên trong nhóm của mình. Nhóm của mình đã được 5 tỷ view trên TikTok rồi đó mọi người. Thì hôm nay là tôi có 8 thành viên của tôi đi ăn chúc mừng. Và bây giờ bước đầu tiên là tôi sẽ đi mua bánh kem. Thì bây giờ mọi người đi cùng tôi nha. Bây giờ tôi đã đến tiệm bánh kem rồi. Thì bây giờ vô lựa một cái bánh kem là cô te thôi. Ở đây có quá nhiều sự lựa chọn nhưng mình vẫn chưa thấy cái nào cute hết trơn. Và sau một hồi lanh quanh lẩn quẩn thì tôi đã lựa được một cái bánh kem thật là cute. Và mình lại lẩn quẩn lanh quanh mua được thêm bộ đèn cày. Sau khi mua bánh kem xong thì mình tiến thẳng đến cái quán ăn mà mình đã hẹn 8 thành viên trong nguyên team của mình. Ây da, nhưng mọi người thấy đó, tụi tôi bao quán luôn. Nói đùa đó là do tôi tới sớm quá cho nên là chưa có khách thôi. Ngoài hai đứa tôi ra thì các bạn tới sớm nhất là các bạn kế bên bạn Bằng đó. Chắc em là thiên thần ngã từ đâu rơi xuống. Hello. Bạn mới tới hả? Xin chào bạn Nobita vào. Mình mới tới. Chào bạn Shizukali. Bạn có biết hôm nay buổi tiệc là ăn mừng về cái gì không nào? Thực ra thì buổi tiệc có phải là ăn mừng về tại vì Ly quá xinh đẹp và Ly quá dễ thương trong nhóm đúng không? Nên là mọi người đã tổ chức một buổi tiệc làm cho Ly bất ngờ. Oh my god! Wow! What the hell? Không, mọi người rất nhiều. Dạ, bạn ơi. Mình lỡ xíu được không? Chứ nghĩ sao mình quên? Hôm nay thực ra là ngày ăn mừng 5 tỷ view của Quỳnh Tim. Ai mà biết? À vậy hả? Ủa, chiều chuộng nó xíu được hả? Nói chung là hôm nay là ăn mừng 5 tỷ view đó. Hiểu không? Các bạn. Hello bạn. Hôm nay là mình gặp nhau để hợp tác giọng cân. Ok. Hôm nay mình sẽ quyết định giảm cân. Hai đứa mình cũng giảm cân đi chút. Giảm cân. Thì hòa tài Mi Văn hơi lâu. Con bạch tuộc này nó mập như ly vậy đó. À, thì ra mày chọn cái chết. Quên, nó tươi như ly vậy đó. Trời đất ơi, bây giờ mới tới. Thấy chưa? Tài mặc đồ của te ghê không? Quà nữa nè. Hôm qua em mua ở đó đó hả? Dạo này mình hay ở đó, ở kiểu thật ra là mình đi ăn thì mình rất là mặc đồ thoải mái nhưng mà hôm nay nghe nói là anh chọn quay một chút mà đó. Quà mới làm tóc hả quà? Cưng quá ta. Mất. À đi trễ một tiếng để làm đẹp. Đứa kiểu như là hai bên một trời một vực khác nhau. Ý là đen tự nhiên á hả? Đây là mời mọi người. Ông ngon như tôi vậy đó. Oh my. Rồi giờ này mới tới. Mới đi đâu vậy? Khoảng 6 giờ mà 7 giờ rưỡi có mặt. Chạy có 1 tiếng 14 phút à. Chạy có nhiêu đó à.
cay tê nhờ. Nói sai. Nói sai sự thật quá. Nó chết rồi, nó định làm tổn thương chị Ly nữa rồi. Mày không hớt được bao con trai, tôi bi không tình yêu. Mình sẽ chị Ly giận tím. Thôi có gì đâu buồn, mấy yêu. Để kiềm hãm là chứ. Có các bạn là thương mình thôi. Mình là đóng cái cô đơn. What the hell? Trời ơi, chút gì mà nó quên luôn rồi mọi người ơi. À, thì bây giờ mình sẽ cho Win Team các thành viên của Win Team sẽ có được lô tặng bê cấm mặt. Úi giời ơi. Đỉnh cao. Tới quà, tới quà. Đỉnh nha, đỉnh nha, đỉnh nha. Tới Tài, Tài suy nghĩ. Câu này ngon nha. 10 triệu. Ok thì tụi mình tám đứa mình sẽ hỏi tám cây nến này được dừng cho những cái lời chúc mà nãy giờ mọi người đã chúc nha. Chúc mừng Win Team 5 tỷ view. Bây giờ là kết thúc video rồi thì Nguyễn Văn Dầu và Quý Tim xin chào và hẹn gặp lại.